bình sẽ thải cho cá ăn. Quá trời luôn kìa. Cái nhà rất là lạ ha, này gọi là nhà đổ mọi người. Cái nhà ở đây người ta gọi là upside down house á, có nghĩa là cái nhà bị đổ ngược. Cái màu vàng là mango, là xoài. Hello, Diễm xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là Diễm sẽ dẫn mọi người đi dạo cái khu vui chơi giải trí ở tại thành phố Diễm ở nè. Ở đây gọi là Rockway mọi người. Đây là cái chỗ mà để tới đây họ chơi những cái trò chơi, rồi có rất là nhiều nhà hàng ăn uống. Mọi người cùng đi với Diễm nha, để xem là ở trong đó như thế nào. Cái Rockway này là ở tại thành phố Monobis luôn. Địa chỉ thì Diễm sẽ ghi ở dưới màn hình cho mọi người ha. Thỉnh thoảng hai vợ chồng Diễm cũng hay tới đây để đi dạo, nhưng mà khi mà trời thời tiết đẹp á, rồi khi nào mà rảnh lắm thì mới đi tới đây. Vì đa phần ở đây toàn là người Mỹ thôi mọi người, ít có châu Á của mình á. Thì ở trong đây là có trò chơi, mà trò chơi toàn là trò chơi mạo hiểm không à. Cho nên khi mà Diễm đi đến đây á, Diễm chỉ có đi dạo chứ không có tham gia nhiều cái trò chơi, nhiều cái hoạt động ở đây. Thì mọi người cùng vô trong với Diễm nha. Ở cái khu này á, là rất là rộng cho nên nó có nhiều cửa vô lắm mọi người. Thì mình muốn vô cửa nào và cảm thấy thuận tiện thì mình vô thôi. Thì đây là cửa bên hông. Ông này là giống như là cái một chú hề á mọi người. Ông ấy đứng biểu diễn làm bong bóng ha. Kia mọi người thấy cái nhà không? Cái nhà rất là lạ ha, này gọi là nhà đổ mọi người. Cái nhà ở đây người ta gọi là upside down house á, có nghĩa là cái nhà bị đổ ngược. Rất là lạ luôn. Ở trong là có nhà hàng và có một ít trò chơi dành cho trẻ em. Đáp dịch nè em. Ở đây có đạp vịt luôn nha. Có hai con vịt luôn kìa. Hay là mình đi đạp vịt ha. Vui lắm á, mát mẻ nè. À, đi dạo một vòng đi chút xíu, đi chơi gì phải quay lên lại. Cano anh hả? Ừ. Cái trò này trò cano nè mọi người. À, mình mua vé xong rồi xuống đó họ sẽ chở mình đi vòng. Mà với một vài phút cảm giác mạnh ha. Đa số là người Mỹ không thích đi vô đây lắm mọi người. Đây là nếu mà mình muốn chơi cái trò chơi cano đó mình có thể mua vé ở đây. Một ly thức ăn cho cá. Rồi
anh ấy kêu mình là đi xuống chơi cano mọi người, nhưng mà mình sẽ quay lại later ha, mình sẽ quay lại sau. Một ly vậy là 5 đồng nè, có 120 ngàn thì Việt Nam á cho cá. Nó bơi lại đó. Ừ. Cá với vịt nó thấy Diễm cho ăn nó bu lại quá trời luôn mọi người. Hết rồi. Nghe của ý ha. Quên rồi. Rồi ăn thử nha. Ăn kem luôn ha. And you can mix two flavors. Okay. Two flavors. Coconut. Coconut. Mango and one coconut. 6 đồng cho một cốc. À có 3 cục kem ha. Nhưng mà chỉ được có 2 mùi thôi à. Anything else for you? That's it. Okay, stick to us, please. Thank you. Đây là mango nè, là xoài á. 2 cục xoài với lại 1 cục coconut là dừa ha. Ăn giống như là cái kiểu kem mà đá bào của mình vậy đó. Có mùi tròi thơm. Cái này mùa hè ăn ngon. Kem mùi tròi nè, ngọt ngọt, chua, đá lạnh đã lắm. Ở dưới có coconut nè mọi người, là dừa ha. Còn cái màu vàng là mango, là xoài. Ngon. Trời đang nóng nữa. Nãy mà vô đã rồi. Đứng đây gió mát ghê á. Muốn đi đó không? Con ngồi lên dây trượt thôi, đâu có cái này là chơi nhẹ nhàng nhất luôn á. Chồng dám hỏi muốn chơi đó không mọi người? Ở đây có nhiều trò chơi vui lắm, nhưng mà đa phần mỗi lần Diễm tới đây á là Diễm đi vòng vòng, xong rồi ăn kem, uống nước, cho cá ăn, rồi chơi mấy cái trò chơi nhẹ nhàng thôi. Còn mấy cái trò chơi mạo hiểm là không có dám chơi ha. Thời tiết mát mẻ thì mình đi dạo dạo ở đây là rất là mát luôn. Mà thấy người ta đi tới đi lui rất là vui. Mà đa phần là người Mỹ không à. Tại vì nhà hàng ở đây ăn uống cũng toàn là do cũng toàn là những cái món ăn Mỹ với lại của người Mỹ, mọi người Mexico ha. Chứ không có châu Á mình. Mát quá. Rồi đó là dây nảy đi thôi, nó là qua Mỹ rồi. Bây giờ đi vô trong.
nha. Rất là vui nhưng mà rất là sợ mọi người. Run quá rồi run. Đã lắm. Đó đã không? Người đi cano là 58 đồng nha mọi người, gần 60 đồng. Giờ mình đi xuống dưới, phải mặc áo phao vô. Bây giờ là chuẩn bị đi cano nha mọi người. Đó, tại người ta lên hết rồi mình sẽ xuống ha. Đạp lên, bước lên. Nãy giờ đi vòng vòng mà chưa ra khỏi cái khu này luôn á. Tại ở đây mát quá trời luôn, ở ngay chỗ cái nhà đổ mọi người. Xong rồi chơi mấy cái trò chơi này mát quá không muốn đi ra luôn á. Rất là đã luôn á. Chiều chủ nhật nào mà rảnh rỗi mà mát mẻ, vợ chồng Diễm cũng đi vô đây. Nhưng mà chỉ là đi dạo thôi, hôm nay quyết định chơi. Chơi trò chơi này kia. Lúc mà Diễm vô á, trời còn rất là nóng luôn á, cho nên cái này nó không có hoạt động. Bây giờ nó hoạt động rồi đó. Cái này là cái Skywheel nè mọi người. À, cái dòng xoay á, mình vô trong cái cabin đó đó, giống như cái cáp vậy đó, rồi mình họ sẽ quay vòng vòng cho mình xem cảnh ha. Nếu mà mình thích chơi các trò chơi, mình có thể vé là cái nhà tím tím đó. Kìa, cái dòng xoay con ngựa nè. Trời ghê quá. Nhìn ghê quá.
Những người Mỹ họ có con nhỏ đó mọi người, họ hay dẫn con họ vô đây chơi. Vì ở đây có nhiều trò chơi cho em bé đó. Còn người lớn thì chỉ đi dạo mát thôi chứ không có chơi mấy trò chơi này. Còn ở đây là mấy cái cửa hàng bán giống như thời trang, quần áo. Rồi có mấy cái đồ lưu niệm á mọi người. Đường này nắng ghê. Đây là nhà hàng. Nhà hàng mà xếp hàng đông ghê không? Đó, đây là bán mấy cái áo có hình vẽ nè, có hình vẽ hoặc hình đồ cho trẻ em ha, làm lưu niệm. Bây giờ Diễm dẫn mọi người vô xem cái cửa hàng bán kẹo ở Mỹ nha. Nhìn là rất là thích luôn á, kẹo nào kẹo nấy rất là đẹp luôn á. It's sugar. Sugar là đường nha mọi người. Bao ngọt, vô đây là bao ngọt luôn á. Quen không? Kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn. Mất chừng nào mới hết cái cây kẹo này. Nhìn mọi người nhìn thấy giống đồ chơi không? Nhưng mà tất cả đều là kẹo á. Tất cả đều là kẹo dẻo. Mua bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu, bỏ vô túi rồi mình đem ra cân. Ở đây mình có thể ăn thử ha. Ngọt quá. Đi ra nha. Ở đây á, mọi người vào mỗi tuần á, cứ ngày thứ ba và ngày thứ sáu lúc 10 giờ tối là sẽ có bắn pháo hoa ha. Nhưng mà hôm nay Diễm đi là không có bắn pháo hoa mọi người, chỉ là đi chơi thôi. Đây họ bán nước mọi người, bán nước ép trái cây rồi ha. Relax. Tới đây người ta đứng kiểu vậy nè. Chờ tới lúc 10 giờ tối ha là sẽ có bán pháo hoa, bán ở cái góc đằng kia. Nhưng mà hôm nay là không phải thứ ba cũng không phải thứ sáu cho nên không có bán pháo hoa.
Dễ thương quá luôn. That's cute. Dễ thương hả? Chị thương quá nè. Trời ơi. Sao mà dễ thương vậy trời? Chút xíu xíu à. Ở đây cửa hàng giày dép mọi người, họ chuyên bán dép Lào. Này chuyên bán dép Lào. Đi bộ đây mà mỏi chân thì vô đây mua dép Lào mang. Dép quay kẹp ha. Một cái đôi này là 34 đồng, 35 đồng mọi người. Đây là vải ha. Nhiều lắm. Ở trong cái khu rock quay mà Diễm đi luôn. Mỹ họ thích mang những cái loại này lắm. Tại nó êm chân á. Excuse me. Quá trời luôn rồi. Đủ kiểu đủ size hết á, nhưng mà giá cũng hơi cao ha. Cái đôi này là 35 đồng. Là gần 800 ngàn tiền Việt Nam á mọi người. Nhiều lắm. Hay. Wow, cái này là dễ thương quá. Cái này loại mới nè. Màu mới có đính đá. Cái đôi này cũng phải 86 đồng một đôi. Gần 2 triệu á. Gần 2 triệu tiền Việt Nam á. Ngày xưa Diễm có một đôi như thế này, y chang như vậy này nhưng mà màu khác thôi. Lúc đó Diễm mua là giá 50 đồng. Nhưng mà mang cảm thấy không có thích lắm cho nên không có hứng thú với nó nữa. Có ai tìm thấy cái sở thích của mình trong này không? Nhớ đôi này á. Muốn không mua đôi đi. Để leo núi rồi. đi núi đi rừng đồ mang mấy đôi này bền lắm nè mọi người, êm chân lắm luôn á. Giá là 55 đồng. Sao không thấy giá vậy ta? 55 đồng. Ở trong này không thấy nè, nhìn không có rõ. 55 đồng cho một đôi. Chồng Diễm thích đôi này mọi người. Oh. Này đi núi băng rừng được nè, đẹp nè, mát mẻ nữa. Cái này bự quá. Mà cứng cái này cứng rất là. Cái đôi này cứng. Chồng Diễm lựa cũng khó lắm mọi người. Phải êm chân, phải thoải mái, phải đủ thứ yếu tố mới được. Cái đôi này là bao nhiêu? Giá, đưa cái giá lên. Giá là 44 đồng 99 sen ha, là tầm khoảng 45 đồng, thuế nữa cho cỡ 50 á. Cuối cùng mua đôi dép Lào, đôi dép xỏ ngón chứ không mua đôi dài. Ok mọi người, thì bây giờ là cũng hơn 7 giờ tối rồi ha. Đi từ hồi trưa tới bây giờ, chơi các trò chơi cũng mệt rồi. Đi bộ nhiều cũng mỏi chân, bây giờ là về. Về nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm nữa. Thì Diễm cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video clip của Diễm ha. Chúc mọi người một ngày thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye. Bây giờ không có nhớ xe mình đậu ở đâu luôn á. Bãi xe rộng quá trời rộng luôn, không nhớ để đâu nữa. Đi bộ mà ra bãi đậu xe cũng xa lắm mọi người. Ở đây nó rộng lắm luôn á.
thấy rồi, thấy xe mình rồi. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người sau.